quảng cáo anh em ơi. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có một cái shop khác, đó là shopmonsu.com. Anh em có thể truy cập đường dẫn hoặc là có thể lấy link ở dưới phần mô tả của video để truy cập vào shop app của mình để tìm kiếm những cái app game mà mọi người mong muốn bán. Hiện tại bây giờ shop app của mình có khá là nhiều loại game nhưng đa số chỉ là OMG và Q. Ở đây chúng ta có phân loại game, có server chơi của nó và cách giao dịch là bằng cạc hay ATM hay là chuyển khoản. Các bạn có thể bấm vào đây để lọc app. Đấy. Khi các bạn muốn mua app và tìm app mà muốn, các bạn có thể click vào cái app đó và trong cái bài viết đó sẽ có đầy đủ thông tin về app này, ví dụ như giá cả này, máy chủ này, server chơi này, cách thức giao dịch này, link của người bán và số điện thoại của người bán. Anh em có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là link Facebook của người bán để có thể hỏi mua app. Ở bên dưới thì có hình ảnh gọi là sơ qua về cái app của họ. Đấy, đấy là những cái thông tin cơ bản về một con app. Đấy, còn anh em nào mà muốn đăng bán app lên shop app của mình, anh em có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình với một giá một con app đăng lên shop là 20k. Anh em sẽ cung cấp, mình sẽ yêu cầu những thông tin app và anh em sẽ cung cấp thông tin và mình sẽ đăng app của các bạn lên shop của mình. Ok. Ok, hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục với tựa game OMG Baki của chúng ta, đó là cái tính năng auto chat. Thì hôm nay mình sẽ vừa chơi và phải lý giải rõ hơn mọi người về cái thể loại trò chơi này cũng như là những cái phần quà mà trò chơi này mang lại cho chúng ta. Đấy, đây anh em sẽ vào cái giao diện ở đây, sẽ có một cái icon ở đây. Đó, bấm vào đây. Đây chính là giao diện của auto chat này. Đấy, ở đây nó có sẽ có một cái bảng thông báo lịch chơi và thời gian chơi, thời điểm ra từ 13 giờ cho đến 15 giờ và 19 giờ cho đến 21 giờ. Nó tương ứng với mốc thời gian là từ 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều và 18 giờ tối cho đến 8 giờ tối. Đấy. Cái này nếu chưa xuất hiện. Cái giải thưởng của tựa game này nó là gold. Top 1 sẽ là 1.000 gold và sẽ giảm dần cho đến khoảng top 5.000 cơ. Đấy. Và top 5.000 cũng phải được tầm 500 gold rồi. Đó. Thì các bạn được top 1 và hình như cái này nó sẽ xét theo tuần đúng không? Anh em ạ, chứ không phải là các anh em top 1 phải được tiền luôn đâu. Nó sẽ phải xét theo tuần và mỗi trận thắng nó sẽ được một số điểm nhất định. Và thứ hạng của bạn cũng sẽ cho bạn một điểm nhất định. Đấy, như hôm qua mình thắng một trận thì được 10 điểm hay sao ấy. Đấy, các bạn tích được càng được nhiều điểm thì hạng của bạn càng cao. Hạng của bạn càng cao sẽ xét top cho các bạn. Và mọi người sẽ bấm vào giữa màn hình này để có thể set up thời gian. Nó sẽ chạy một cái thời gian là tầm 1 phút. Để có thể tìm một trận đấu cho mọi người. Đó, đây, đây sẽ là danh sách những cái người chơi cùng với mình. Anh em bấm vào OK để có thể nó tích sáng ấy, là mọi người chấp nhận vào trận đấu ấy. Đấy, 6 người. À, ha, để mình xem nào. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng set up rõ ràng cái trận đấu này. Lúc vào chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 tiền đúng không? 6 tiền. Mình sẽ bấm vào đây để nó hiện cho mọi người rõ cái này là cái thông tin của cái team Ngô, xem nó tăng những cái gì. Team Ngô sẽ tăng là tấn công 10% chứ có hai tướng này, HP là 10%, bốn tướng sẽ là 15%, sáu tướng sẽ là 20%. Mình sẽ bấm vào là vừa để cái nào mình không biết mình có thể sau trận đấu này mình có thể vào mình dịch lại được. Team bạn là sẽ có mạnh hoạch và khả năng cao là không bút được, mạnh hoạch là trâu hết không ạ. Đó, ok, thua trận đầu. Đó, mình còn một cái duyên nữa, nó sẽ kích hoạt thủ môn duyên của con Trương Giác này. Con duyên này là duyên gì thì mình từ vậy xong trận này thì tôi mới có thể xem được. Nó cho ta phải cái thời gian chờ cho những người khác chơi đấy. Đấy, đây mình còn 49 điểm này. Cứ mỗi sao của tướng là sẽ tương ứng với 1 điểm và chúng ta sẽ bị trừ điểm theo như vậy. Đó, Trần Đăng là tướng HP này, phí Y này. Ok, mình sẽ không đụng vào nó nữa. Đây, mình sẽ có một cái này là một cái duyên khác của nó nữa. Mình cái này thì mình không rõ lắm. Đây có là tấn công hay sao? Tấn công 10% ở cái dòng dưới là cái gì ấy? Dòng dưới là cái gì ấy? Không rõ. Cái này để sau mình sẽ dịch sau. Ôi chết rồi. Tôi quên bỏ tướng vào rồi. Ui, chưa gì team bạn đã có 3 tướng ngụy rồi.
Căn bản là chơi bằng điện thoại không ạ. Android vẫn chưa chơi được, chỉ có iOS thôi. Lại phải test iOS cho mọi người. Thì mọi người có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3 8 ô. 8 ô này là 8 cái túi đồ của các bạn. Các bạn có thể mua tướng ở đây. Ở phía bên góc phải, góc trái màn hình dưới đây là số tiền của bạn và số EXP của các bạn có. Ví dụ mình đang level 2 này. Đấy, đang có 12 tiền và đang có 2 điểm EXP của level 2, cần 4 điểm EXP nữa là mình sẽ lên level 3. Level 3 sẽ mang được 3 tướng lên trận. Đại khái là như vậy. Đó. Ở cái bảng này thì mình sẽ cho con không được, sẽ cho con Trương Giáp vào này. Mình sẽ nâng lên level 2 nhé. Ấn nâng lên. Ờ chứ. Mẹ dư rồi. Đó. Đây sẽ có một cái này là cái làm mới. Cái trên này dùng để khóa. Khóa tướng để làm gì? Khóa tướng để khi mà các bạn có xuất hiện một con tướng nào đó mà các bạn cần cho đội hình của các bạn, nhưng mà các bạn không đủ tiền hay là không đủ slot để có thể nhét nó vào cái túi đồ, hoặc là không đủ tiền để mua nó, thì em có thể khóa lại để đợi turn sau khi các bạn thắng hay là thua, các bạn đều nhận được tiền mà, để các bạn đủ tiền để có thể mua nó. Đấy. Cái việc cái tựa game này nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải phân chia khá là nhiều sẽ phải phân chia khá là nhiều tiền cho các bạn để có thể là nâng level hay là mua tướng làm sao cho nó hiệu quả. Ngoài ra còn liên quan đến việc xếp đội hình nữa, xếp đội hình cũng rất là quan trọng. Rồi, Tào Tháo một tướng Ngụy, Tào Tháo một tướng Ngụy, mình đang không có tướng Ngụy. Đây là một cái duyên giáp à. Hai tướng có cái giáp mình sẽ tăng đấy, mình sẽ tạm để tạm như này, mình sẽ để tạm như này. Mệnh cái cam của mình thì được rồi, kệ đi. Còn đây là những cái dưới này sẽ là những cái tướng mà có thể có cái duyên giáp này đó, bộ tướng có những cái duyên giáp này. Rất là dễ để phân biệt luôn. Hôm nay sẽ cố gắng kiếm một con tướng kim, một con tướng kim. Hình như mình nhớ không nhầm là hôm qua tôi thấy là tôi được top 1 và được 10 điểm đấy, thì không biết là top 2 sẽ được bao nhiêu điểm nữa, bởi vì nếu như xếp 10 người thì còn tính được, chứ bây giờ nó chỉ xếp tổng cộng 6 người thôi, nó cũng hơi khó tính. Thế mà cũng win rồi. Thưởng 6 tiền, mình có một con tanh khác, có được một tanh cơ khác, đó là vị trí tanh cơ của Hoàng Cái. Hoàng Cái mình bỏ con tanh cơ Hoàng Cái này lên đội hình, mình sẽ kích hoạt được một duyên tanh cơ và một duyên tướng Ngô nữa đó, và một duyên tướng Ngô đấy. Duyên của tướng Ngụy à, duyên của tướng Quần sẽ kích hoạt cho toàn team tỷ lệ gì đây, tỷ lệ kháng cái gì sao ấy, anh em ạ, không biết có phải không, tỷ lệ HP à, có nghĩa là các bạn có thể build tướng không cần phải theo thuần một nước, có thể nhiều nước. Một định mệnh team mình có cả đóng băng này, trời đủ. Đôi khi những cái hiệu ứng ấy, những cái hiệu ứng kiểu khóa khiếp này ấy, là do kích hoạt của duyên đấy không ạ, chứ không phải là kỹ năng của tướng đâu, đôi khi là vậy, đôi khi thôi chứ không phải tất cả nhé. Hôm qua tôi cầm tôn tôn quyền có cả khóa kỹ năng mới sợ chứ, không biết kỹ năng nó lấy đâu ra. Đây có con nào có cả tê liệt thế này à, này thì chắc là thái sư tử, nhưng mà thái sư tử phải chân mới có à, phải kim mới có tê liệt chứ nhỉ. Rồi xuất hiện cả Quan Vũ hay Hoàng Trung như thế này, Vũ Cát nữa này, Quan Vũ Hoàng Trung, Quan Vũ Hoàng Trung, mình có Trương Giác này, không được, Vũ Cát hệ độc. Thiếu một tiền, lấy Vũ Cát về tự định chơi team quần thử xem, mình sẽ khóa lại.
Thì mày không kịp khóa rồi. Thôi mất rồi. Mất con VUCAT rồi. Tôi không để ý tôi không kịp khóa. Ta chạy có hiệu ứng đóng băng nhỉ? Hiệu ứng đóng băng là kỹ năng của con nào vậy? Tôi lại không để ý Q chứ. Giờ sẽ ngồi để ý Q rõ hơn xem hiệu ứng đóng băng là ra từ con nào. Trận này chơi thua hơi nhiều đấy. Lỗ túc lục tốn luôn ạ. Lỗ túc lục tốn này. Đang định sẽ thêm team thuộc nó lại cho mình team ngô. Nghe có bực không? Lục tốn. Chơi một team thôi, chơi mà kiểu mình hay đổi team này dễ toang sớm lắm. Phí ý. Mình bỏ à, con Nhan Lương mình còn này. Mình chỉ rút con Trương Giác ra thôi. Và khi rút Trương Giác ra thì mình không thấy hiệu ứng đóng băng nữa. Khả năng cao hiệu ứng đóng băng là hiệu ứng của con Trương Giác. Ở tên này mình lại được đánh trước này. Nghĩa là cái đánh trước đánh sau đó là nó xếp về kiểu ngẫu nhiên à. Địch mạnh thua được thì cũng sợ thật. Thua hơi nhiều đấy. Và thấy nhột nhột rồi đấy. Hoàng cái. Những chuông xác có kỹ năng đóng băng hay sao? Tỷ lệ đóng băng hay sao? Bán đi. Không dùng chúng ta có thể bán. Mẹ đây có mã siêu với cả lưu bị này. Lại sót tiền rồi. Có đang thay đổi đội hình chơi nghe sang chơi team ngụy không ta? Team ngô hôm qua làm rồi nhưng mình không khoái làm nữa. Định mệnh cả ngày chó nó không kêu, mẹ tôi vừa bật video quay nó lại cắn hỉ hỉ, bực thế nhở, khó chịu thực sự. Sẽ có phải là một pha lật kèo trong ngày hôm qua nữa không đây? Thì em tôi sẽ thử bẻ lái một phát sang team thục xem như nào. Team thục của con Tôn Quyền này bút có vẻ hay. Ui thì mẹ nó có cả mã lương luôn. Hai con tướng bút kích hoạt được một duyên bút này. Mã siêu. Mình để tôi thử. Mình sẽ sử dụng Hoàng Trung Quan Vũ ở slot 1. Mã siêu đứng hàng sau à, một sự thay đổi khá là nhiều luôn. Duyên HP thế thì nên giữ lại Tôn Quyền, giữ lại Lục Tốn. Duyên tanh không có bán con Nhan Lương này, để lại ba con này. Con phí y này thì vẫn đi và con cố cũng vẫn đi. Tốn kiểu đi mạnh thế đi. Không khóa hay lấy thêm con Lục Tốn nữa. Trời đụng. Quan Vũ không có khóa kỹ năng à? Toàn. Đừng bảo Quan Vũ phải lên chân mới có khóa kỹ năng nhá. Mã siêu có choáng này, đúng này. Dính tê liệt mẹ rồi đâu. Ui, quyến rũ luôn. Thôi toàn trận này tiếp nào. Mày đi mua con Tôn Quyền. Đây có cả cách xa Tôn Kiên. Tôn Kiên sẽ kích được một duyên công này. Duyên công mà tăng cái gì ra. Chắc để tạm đây nhá. Con ngựa tăng cái gì ra.
Nhiều cái tăng quá. Chuyện HP thế này. HP là mình sẽ có con tuân quyền rồi. Tạm như này. Mà quả mọi lấy con lục tốn về phải được hai con rồi. Chưa nhiều điểm quá. Mày bực mấy con chó thế nhỉ. Không chết. Ui yếu quá, yếu quá, không 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 đủ khả năng gánh luôn. Định mệnh thua đến đít rồi. Khó chịu thế nhở. Tiểu Kiều này, Tiểu Kiều thì Ngô bút HP này. Không được, bị mạnh. Khó ta. Bảo đun. Xì đun. Bảo đun này. Đôn nó sẽ có cái gì nào? Kéo kịp. Xong kim hạo đôn nó là cái gì? Có cả tốn sách rồi. Trời đụ. Nó cũng không có khóa kỹ. Ui, sao con vũ nó trâu và vũ mình yếu thế nhỉ? Chưa con nào hai sao luôn ạ. Thế thì đánh bằng cái gì ta? Yếu nhất mẹ cái trong... Ui ôi, 9 điểm. Mã siêu lên nè. Chúng ta có sự thêm xuất hiện của... Địt mẹ con chó này. Cái thế. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều thì nâng lên chứ để làm gì? Mẹ còn có 9 điểm ạ. Trời đụ. Trận này đánh ngáo chó thế à? Ôi thì mẹ mình đánh trước à? Mình bên lại bên này à? Đổi chiều liên tục à? Mệnh tìm choáng hay thế, choáng hàng dọc, toán không không toán không 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 chơi cứng, sợ thật sự. Ôi địt mẹ vẫn thua ạ, mẹ tìm nó còn sống nhiều quá. Ôi địt mẹ thua luôn ạ, không phải lồn. Ok vậy thôi, chứ mà xét qua như vậy muốn trận cho mọi người hiểu cái thể thức chơi của nó thôi, chứ còn hôm nay nó hơi thất bại một tí đấy. Nói chung là tựa game này thì nhân phẩm có, cách chọn tướng từ đầu game cũng có, và thường thường những cái tựa game theo kiểu như thế này ấy, thì quan điểm cá nhân của mình ấy đó là ngay từ đầu các bạn thấy được chơi được đội hình nào thì các bạn phải tập trung ngay từ đầu, chứ còn nếu như anh em mà kiểu mà đổi team giữa chừng ấy, nó sẽ rất là khó để có thể nâng lại. Với cái thứ hai là nếu như các bạn đổi thì chỉ đổi một hai con thôi, để có thể ví dụ như các bạn xem đội hình của đối phương có những con tướng gì ấy, thì chơi những con tướng có thể khắc chế được thì nó sẽ dễ hơn. Chứ còn mà đổi như kiểu mình nó rất dễ toang ấy. Đấy, tiền nhiều nhưng mình cũng không để ý, mình cũng không quên, mình cũng không nâng, cũng không quay luôn. Đấy, ok, nói chung là tựa game Auto Chess Online trên PUBG nó sẽ còn khá là nhiều cái chúng ta cần phải tìm hiểu. Đấy, hôm nay mình chơi cũng chỉ để lưu lại một số cái bản dịch của những cái bộ duyên để mình dịch cho mọi người, để mình có thể đăng lên group của để anh em có thể có cái để tham khảo.
Đấy, ok, anh em nào muốn tham gia group on Chibaki Trung Quốc thì có thể xuống phần link ở dưới phần mô tả của video, truy cập vào để có thể cùng thảo luận cùng với bọn mình. Ok, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Điều kiện vào tựa game này đó là level 80 đổ lên và chơi ở bản Trung Quốc. Thì hiện tại thì chỉ chơi được với máy chủ iOS thôi, Android thì chưa chơi được. Anh em thông cảm một chút. Ok.